giả, đây là sân Quy Nhơn Bình Định. Trước chúng ta là trận đấu thứ 3 của giải vô địch quốc gia Nam Quốc 2024 tổ chức giữa Quy Nhơn Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai. Đường xuất phát của chủ nhà Quy Nhơn Bình Định: số 1 Đặng Văn Lâm, số 3 Marlon Rangel, số 6 Đỗ Thanh Định, số 10 Arthur De Melo, số 14 Đỗ Văn Thuận, số 17 Lê Ngọc Bảo, số 18 Nguyễn Văn Đức, số 19 Ariano Smith, số 23 Cao Văn Triền, số 72 Alan và số 88 là Phạm Văn Thành. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Trần Văn Lập. Các trợ lý là Trần Văn Trường và Lê Nguyễn Thành Huy. Trọng tài thứ tư, ông Trần Văn Trọng. Trong cầu môn Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay là thủ môn trẻ Văn Kiên, số 2 Lê Văn Sơn, số 8 Châu Ngọc Quang, số 9 Đinh Thanh Bình, số 10 Trần Minh Vương, số 11 Nguyễn Tuấn Anh, số 21 Nguyễn Văn Thiệu, số 30 Martin Gila, số 33 Zero Fino, số 86 Dũng Quang Nho và số 20 là Trần Bảo Toàn. Hiệp 1 đã bắt đầu. Ở hiệp 1 của trận đấu câu lạc bộ chủ nhà Quy Nhơn Bình Định bảo vệ cầu môn bên phản ảnh nhỏ các bạn. Rất nguy hiểm, 1-0 cho Quy Nhơn Bình Định. Và dứt điểm rất gọn gàng. Áp lực với khán giả tại Quy Nhơn được giải tỏa rất sớm với một pha lắc đầu gọn gàng. Bàn thắng ấn tượng của trung vệ người Brazil Marlon Rangel. Văn Triền đá phạt góc rất tốt. Và trung vệ cao 1m89, số 3 của Bình Định đã mở tỷ số. Ba cầu thủ của Brazil đã chia vui với nhau. Marlon Rangel là trung vệ rất hay lên tấn công. Một tình huống phòng ngự bóng không tốt của cầu thủ Anh Gia Lai. Tiền đạo người Ghana Martin Zila là người theo kèm Marlon Rangel, nhưng anh đã không làm tốt nhiệm vụ của mình. Alan dứt điểm không vào. Pha dứt điểm của Arthur De Melo suýt nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho Quy Nhơn Bình. Ngọc Bảo đến phối hợp nhuyễn của Bình Định. Pha căng ngang của Thanh Thịnh có thể dứt điểm không vào. Pha dứt điểm khá hiền của hậu vệ cánh phải Nguyễn Văn Đức. Những phút vừa qua, Bình Định đã dịch chuyển đội hình hợp lý để tạo ra những pha bóng nhuyễn. Từng có một giai đoạn hai cánh của Hồng Lý Hà Tĩnh đều là những người tên là Văn Đức. Có thể dứt điểm, không được. Cú đá chân trái của Bảo Toàn. Chân trái chính là chân thuận của Trần Bảo Toàn. Bảo Toàn là cầu thủ cùng lứa với Dũng Quang Nho, những người đã vô địch U23 Đông Nam Á trên đất Campuchia vào năm ngoái. Rất thoáng, có thể dứt điểm, sút 2-0 cho Quy Nhơn Bình Định. Tình huống phòng ngự rất sơ hở của anh Gia Lai. Pha ghi bàn đầu tiên trong mùa giải của Phạm Văn Thành. Quy Nhơn Bình Định đã có 3 bàn thắng ở mùa giải này. 3 bàn thắng thuộc 13 cầu thủ. Trong ngày hôm nay thì Marlon Rangel và Văn Thành đều đã ghi bàn. Một tình huống mà Văn Thành đã phá bẫy về vị đối mặt với thủ môn Trung Kiệt và anh đã không bỏ lỡ cơ hội. Alan đã có đường chuyền rất hay. Bình Định đã có được 2 bàn thắng xứng đáng sau những tình huống tổ chức lối chơi tốt. Đỗ Văn Thuận, Thanh Thịnh rất thuận lợi, 3-0 cho Quy Nhơn Bình Định. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục phòng ngự sơ hở. Thanh Thịnh giành chân và tung vào phía bên trong, đường chuyền rất chính xác. Đến lượt Alan có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Ở phút thứ 32, Alan đã nâng tỷ số trận đấu lên 3-0.
Gia Lai không? Đến lúc này cả ba ngoại binh Brazil của Bình Định đều đã ghi bàn ở mùa giải này. Khó ai ngờ chỉ sau 30 phút Hoàng Gia Lai đã để thua 3 bàn. Một pha dứt điểm gọn gàng hốc hiểm của Alan. Trọng biên rất tốt. Dứt điểm không vào. Bóng đi đúng vị trí của Trần Trung Kiệt. Cầu thủ Bình Định lên bóng nhịp nhàng và luôn có những miếng đánh hiểm. Khai thác ở nách hàng phòng ngự Hoàng Gia Lai. Do giữa hai mùa giải thời gian nghỉ không được dài nên VFF đã cho phép các đội bóng đến hết vòng 3 mới chốt lại ngoại binh. Cú đá đúng cột dọc. Suýt nữa tỷ số là 4-0. Vẫn là một thế trận rất thuận lợi dành cho Quy Nhơn Bình Định. Hoàng Gia Lai vẫn đang chơi có thể nói là nhợt nhạt. Chuyền vào không được, cho điểm rơi không hợp lý. Pha xử lý của Alan. Cơ hội đối mặt Quốc Việt không thắng được Văn Lâm, vẫn còn gợi, vẫn không được. Hoàng Gia Lai bỏ lỡ rồi, rất đáng tiếc khi mà Bình Định đã có phần trùng xuống. Rõ ràng là Dung Clay rất nóng lòng được thi đấu. Tuấn Anh chuyển vào, đánh đầu, bàn thắng đã đến với Hoàng Gia Lai. Pha xử lý rất dẻo của Tuấn Anh chuyển vào rất thuận lợi cho Châu Ngọc Quang. Những nỗ lực của thầy trò cây sát nơi đường đáp trong bối cảnh mà Bình Định đã chơi không tập trung ở thi đấu vừa rồi. Cầu thủ Bình Định đã chứng lại sau một tình huống mà họ cho rằng trọng tài cần phải cắt còi. Huấn luyện viên Bùi Đăng Quang tiếp tục phản ứng cách điều hành của trọng tài Trần Văn Lập. Tiếc là trận đấu này cũng không có pha, nếu không có thể tua ngược lại để xem câu chuyện là thế nào, có phạm lỗi hay không. Cao Văn Triển pha bóng lóng ngóng, rất may cho Bình Định, rất may cho anh Gia Lai khi họ không để thua bàn thứ tư. Tiếc cho Bình Định ở tiếng vừa rồi. Một pha xử lý lỗi của thủ môn Trần Trung Kiên. Pha phá bóng của Mạc Hồng Quân. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Đội chủ nhà chiến thắng với tỷ số 3-1. Họ đã thắng xứng đáng. Trước một Hoàng Gia Lai hiệp 1 đá rất tệ, hiệp 2 tốt hơn và đã có được một bàn thắng. Cả 3 bàn thắng Bình Định ghi được đều thực hiện trong hiệp 1 do công của Mark Lorangen, Phạm Văn Thành và Alan. Hiệp 2 Hoàng Gia Lai đá tốt hơn, họ có một bàn thắng do công của Châu Ngọc Quang và thắng danh dự. Như vậy sau 3 vòng đấu, Quy Nhơn Bình Định được 6 điểm, Hoàng Gia Lai mới chỉ có 1 điểm. Và những ngày tới khi được nghỉ thì thầy trò ghi sắc chắc chắn sẽ phải có sự ôn luyện và rèn rũa để đá tốt hơn trong những vòng đấu tới. Buổi tường thuật của chúng tôi xin khép lại. Xin chào và hẹn lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.